khu 2 cho anh em khoái nha. Khu 2 này cũng xe của anh em chơi á, nhưng mà chơi cái gì rồi cũng chán ha. Xe này khứa nó gắn biển số định danh nè, nói chung biển số dạng như người ta định danh người ta thích á. Rồi giờ bán là tao phải lấy lại ha, lấy lại thì tao rút hồ sơ người ta giao mình. Máy em ru rồi nè, máy gì nè, trời ơi đầu bò này đẹp. Sau này thì đi Cam Nova, Cam Nova Niền Nhôm, ốc của nó nè, chân đạp của nó nè, bạc sơn này zin nha, bô đẹp, bô zin theo xe luôn. Anh em yêu mến Future 2 nha. Với đặc biệt là anh em thích cái style này ha. Cái style này. Nè, rất là sạch đẹp cho anh em luôn ha. Cái gì cái chứ người ta làm dịp ngon cũng ta cũng phải đầu tư. Đầu tư cũng khá là tốn thời gian, khá là tốn tiền. Xe này ẩm gài về sáng mượn đi ẩm gài á. Xe này có bô có làm lại nè, có bô titan nè. Sáng lấy chạm về nha, đi ngon quá thép ơi. Đi ngon rồi lấy đi rồi dậy hôm trả lại anh nè. Khóa hai chìa này dũa rồi anh em ơi, chứ không phải chìa theo xe ha. Đồng hồ nè rất là đẹp luôn đó. Đúng chắc cái xe. Anh em nào yêu mến hình dáng em nó ha thì liên hệ em, hoặc là về muốn thêm cái gì bớt cái gì đó thì tùy mình ha. Bỏ tiền ra thì anh em mình cứ chơi mặc định cho em đi nữa, thích thì chơi. Đó, chơi chán alo em. Em có thu cũ đổi mới. Nhà cửa. Nhà anh em có xe cũ gì mà dư xe không xài nữa thì cũng alo em. Alo Zalo của em số đầu tiên đó 0976663344 nha. Đó. Cứ làm việc trên cái Zalo đó cho em đi, cứ gửi thẳng trực tiếp vô luôn. Tại vì em không có chặn người lạ đâu. Đó, tại vì Zalo mình Zalo bằng ăn mà. Chứ nó đầy bạn rồi, mình chặn người lạ như vậy là người ta không có liên hệ với mình được đó, tại vì mình đâu còn đồng ý kết bạn gì, kết bè được đó, trong đó đâu đó. Nên chân anh em ơi đã lắm nè, đã lắm anh em ơi đó. Rồi với con này thì em sẽ mong muốn giao lưu với anh em 29 cũ năm nha, con xe rất là chắc luôn đó. Anh em về thích chơi kiểu gì thêm thì chơi.